Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Mark Home. Trong số nhà đẹp Mark Home lần này, mời quý vị cùng theo dõi ngôi nhà của gia đình anh Thường tại Lạng Giang, Bắc Giang. Không sợ bụi bẩn, không lo nắng gắt, không ngại mưa rông. Sơn Bắc Hồ bảo vệ ngôi nhà của bạn. Liên hệ với chúng tôi có hotline 0926 933 999 để đăng ký trở thành đại lý phân phối độc quyền ngay hôm nay. Xây nhà Bắc Hồ, chọn Sơn Bắc Hồ. Để chiêm ngưỡng nhiều hơn những mẫu nhà đẹp, quý vị có thể truy cập vào trang fanpage Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home, cũng như là những fanpage chi nhánh như là Mark Home Sài Gòn, Mark Home Miền Tây, Mark Home Nha Trang, Mark Home Đồng Nai, v.v. Và để theo dõi những công trình mà Mark Home đã thi công xây dựng từ trước đến nay, cũng như là cập nhật những chương trình ưu đãi, quý vị có thể truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói.com. Một trong những chính sách ưu đãi hấp dẫn nhất của công ty chúng tôi là hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 75% tổng giá trị công trình. Thế nên nếu như mà chúng ta đã được tuổi đẹp để làm nhà nhưng vẫn chưa thể đầu tư ngay một khoản tiền lớn thì cũng đừng bận tâm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu thiết kế, xây dựng, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh. Đây là ngôi nhà của gia đình anh Thường ở Bắc Giang. Khác biệt hẳn với những mẫu nhà thời gian gần đây chúng tôi đã đăng tải, ngôi nhà của gia đình anh Thường sử dụng gam màu xám là màu chủ đạo, chiếm khoảng 70% diện tường. Cả gói của ngôi nhà cũng sử dụng gam màu xám. Màu trắng chiếm khoảng 20%, 10% còn lại là gạch ai đắt. Việc sử dụng gam màu lạnh là chủ yếu đã giúp ngôi nhà trở nên khá là dịu mắt. Ngôi nhà của gia đình anh Thường mang đến cho chúng ta cảm giác của những ngôi nhà mang phong cách châu Âu ở những vùng ngoại ô, được ôm ấp giữa núi đồi, rừng cây. Phong cảnh ở Lạng Giang, Bắc Giang cũng khá là hữu tình, thế nên khi hoàn thành thì ngôi nhà này chắc chắn sẽ là nơi sinh sống rất là lý tưởng. Quan sát phần sảnh chính và sảnh phụ của ngôi nhà thì ngôi nhà nổi bật với hệ thức cột được cách điệu khá là đẹp mắt. Thức cột này khi thi công sẽ cầu kỳ hơn cột vuông, nhưng bù lại nó mang đến vẻ đẹp ấn tượng trong ngoại thất của ngôi nhà. Chúng tôi đã bố trí bồn hoa về phía hai cửa chính của ngôi nhà, đặc biệt là bồn hoa bên phải rất là lớn, ngoài hoa thì gia chủ cũng có thể trồng thêm những cây kiểng. Ở góc trượng này thì chúng tôi đã chừa lại một khoảng với kích thước 3,42 x 3,52 m để đặt một bồn nước bên cạnh là thái dương năng, hay còn gọi là máy nước nóng năng lượng mặt trời, giúp mang đến nguồn nước sạch, an toàn, thân thiện với môi trường cho cả gia đình. Cửa chính của ngôi nhà sử dụng chất liệu gỗ lim Nam Phi kết hợp với kính, còn hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Ngôi nhà nằm ở hướng Tây Bắc với kích thước mặt tiền là 12,6 m, chiều sâu là 11,7 m, diện tích tường bao của ngôi nhà là 131 m². Ngôi nhà có hai lối tiếp cận, một lối tại sảnh chính và một lối tại sảnh phụ. Ngoại trừ những ngôi nhà phố, hai bên đã có nhà của hàng xóm san sát nhau, thì những mẫu nhà vườn như thế này, chúng tôi luôn khuyến khích gia chủ bố trí nhiều hơn một lối tiếp cận để có thể tiện lợi trong việc di chuyển giữa bên trong và bên ngoài ngôi nhà, cũng như có thể dễ dàng thoát ra ngoài trong những trường hợp khẩn cấp. Về cách bố trí công năng thì ngôi nhà gồm có không gian phòng khách chiếm diện tích là 30 m², liên thông với không gian phòng khách là phòng thờ có diện tích 12 m². Ngôi nhà này có 4 phòng ngủ, phòng ngủ số 1 của ngôi nhà là phòng ngủ master có không gian ngủ nghỉ là 18 m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín có diện tích là 4 m². Phòng ngủ số 2, số 3 và số 4 của ngôi nhà lần lượt có diện tích là 15 m² và hai phòng còn lại thì đồng diện tích là 12 m². Các phòng ngủ này thì đều được thiết kế những ô cửa sổ đảm bảo lấy ánh sáng cho căn phòng. Như quý vị thấy thì ngôi nhà này không có khu vực bếp, một số ngôi nhà đã có sẵn bếp bên ngoài, cho nên là gia chủ sẽ không yêu cầu bố trí không gian bếp vào bản vẽ. Trong thiết kế nhà ở ngoài hướng nhà thì chúng ta cần chú trọng đến các kích thước, đặc biệt là kích thước cửa để đảm bảo các vấn đề về phong thủy. Để biết được Mark Home chúng tôi có thiết kế cửa đạt phong thủy hay không thì quý vị có thể truy cập vào trang thiết kế thi công trọn gói.com và chọn một thước lỗ ban. Chúng ta sử dụng thước lỗ ban 52,2 cm và nhập vào đây kích thước thông thủy của cửa. Kích thước thông thủy là kích thước để trừ đi những phần cố định. Ở đây thì chúng ta có kích thước thông thủy là 2550. Nhập con số này vào thì chúng ta sẽ được kết quả thuộc cung đại tài, nằm trong khoảng tệ tướng tốt, gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tấn tài danh, chủ nhà luôn gặp may mắn bất ngờ.
Như trên màn hình quý vị thì cạnh cung đại tài chính là cung quan tài. Đây là một cung xấu, chỉ cần xê xích một chút thôi thì cửa nhà của gia chủ sẽ rơi vào cung này, và đi kèm với đó là những điều kém may mắn như là bệnh đến bất ngờ, tai bay vạ gió, kiện tụng vân vân. Đó chính là lý do vì sao chúng ta cần phải nhờ vào những đơn vị có chuyên môn am tường để tính toán cho thật là chuẩn xác. Cửa nhà có chiều cao từ cách 00 đến đỉnh mái là 7,87m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 4,2m, chiều cao mái là 3,67m. Trong hồ sơ mà chúng tôi gửi đến quý vị khách hàng, ngoài hồ sơ kiến trúc, hồ sơ kết cấu thì còn có một hồ sơ khá là quan trọng nhưng không thường được nhắc đến, đó chính là hồ sơ điện nước. Những thông tin liên quan đến điện nước của cửa nhà sẽ được thể hiện cụ thể qua mặt bằng chiếu sáng, mặt bằng điều hòa, mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước. Dựa vào hồ sơ này thì gia chủ có thể nắm rõ những vị trí đi đường dây điện âm tường, ổ cắm điện, cách bố trí hệ thống chiếu sáng của cửa nhà. Sau này công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cũng sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có bảng thống kê vật tư thiết bị chính với số lượng rõ ràng, bởi việc lựa chọn các thiết bị cần phải phù hợp dựa vào công suất, sức tải, định mức để đảm bảo an toàn cũng như là sự tiện nghi khi mà chúng ta sử dụng, chưa kể nó còn ảnh hưởng đến vẻ thẩm mỹ của tổng thể công trình. Đồng thời với bảng thống kê này thì chủ đầu tư cũng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chiêm ngưỡng công trình nhà ở của gia đình anh Thường tại Bắc Giang. Một công trình nhà mái Thái hiện đại. Nếu như quý vị yêu thích cái thiết kế của Markham và có nhu cầu xây dựng cải tạo nhà ở cơ sở kinh doanh thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình bất cứ khi nào quý vị cần. Chúng tôi luôn có sẵn một đội ngũ kiến trúc sư túc trực sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Hiện tại thì Markham đang chạy rất là nhiều chương trình ưu đãi như là giảm giá 30% từ 200.000 còn 145.000 trên mét vuông cho những ai có nhu cầu mua bản vẽ thiết kế. Và một ưu đãi tiếp theo đó chính là tặng ngay một chiếc xe SH125i phiên bản năm 2021 cho những ai ký hợp đồng thi công trọn gói. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo kênh Markham, nhà đẹp Markham và Smart Home để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.